Chương 3, đó là hình học giải tích OXYZ. Trong cái chương này thì mình sẽ có một vài những cái nội dung, đó là phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng, phương trình mặt cầu và tất cả những cái bài toán liên quan của chúng, đó là góc và khoảng cách. Thì cái nội dung đầu tiên mình sẽ tìm hiểu đó là những cái hệ trục OXYZ cũng như là cái những cái phép toán mà trước kia mình đã từng học. Bài đầu tiên nhá. Bài đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ trục OXYZ. Hệ trục tọa độ OXYZ và các cái phép toán ở trong cái nội dung này. Vấn đề đầu tiên là thầy sẽ nói về cái hệ trục OXYZ nó sẽ là cái hệ trục như thế nào. Hệ trục OXYZ. Cái hệ trục này nó sẽ là một cái hệ trục gồm 3 trục OX, OY, OZ. Ngày trước thì mình chỉ học về cái mặt phẳng nên là nó sẽ có hai cái trục đó là OX và OY. Thì bây giờ nó sẽ thêm cái trục OZ. Nó giống như là cái góc nhà ấy. Thì ba cái hệ trục của mình nó sẽ gồm 3 trục đôi một vuông góc với nhau. Và ba trục này thì cái tên gọi của nó vẫn là trục hoành, trục tung. Và bây giờ nó bổ sung thêm là trục cao. Hoành, tung và cao. Và ba cái trục này thì đôi một vuông góc với nhau. Rồi, ở trên ba cái hệ trục này thì nó sẽ có ba cái vector đơn vị đi kèm với nó. Đối với cái trục OX thì nó sẽ đi kèm với vector đơn vị, đó là vector Y. Vector Y là vector đơn vị của trục OX. Vector đơn vị là gì? Vector đơn vị là vector nó có cái độ dài là bằng 1 và nó có cái tọa độ là 100. Đấy là vector đơn vị. Vector cho trục OY đó là vector Z. Vector Z. Và vector đơn vị cho trục OZ đó là vector K. Đó, thì đây được gọi là ba cái vector đơn vị của cái trục OX, OY, OZ. Thì chúng ta sẽ ghi lại một chút nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái vector đơn vị. Vector Y á sẽ là cái vector mà nó mang cái tọa độ là 100. Vector Z nó sẽ là cái vector mang tọa độ là 1010. Và cái vector K thì nó sẽ mang cái tọa độ là 001. Thì đây là vector đơn vị. Cái vấn đề thứ hai mà mình phải nói tới ấy, đó là cái cách xác định tọa độ của một điểm ở trong cái hệ trục này thì người ta sẽ làm như thế nào. Cách xác định tọa độ của một điểm. Điểm M có tọa độ là X0, Y0 và Z0. Thì làm nào để mà mình xét được? Thì các em hiểu là đây là điểm M nhé. Điểm M này là X0, Y0 và Z0. Đó. Làm nào mình xác định được? Bình thường ở trong cái hình học phẳng ấy thì các em chỉ cần từ cái điểm M này các em gióng vuông góc lên các trục là xong, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình cũng thế, nhưng mà mình sẽ không làm theo cái thông thường được, bởi vì đây là trong hình không gian. Mình không thể nào mà từ M mình gióng vuông xuống OX, vuông xuống OZ các thứ được, mà mình sẽ phải làm như này này. Trước tiên là các em phải chiếu cái điểm M này xuống cái mặt phẳng OXY trước. Các em chiếu nó xuống. Thì các em được cái điểm hình chiếu. Và bây giờ các em muốn xác định hoành độ của nó thì các em sẽ từ cái điểm hình chiếu này các em gióng vuông góc xuống trục OX. Thì ở đây em thấy là đây là cái góc vuông rồi. Vậy em gióng vuông góc tức là em phải gióng song song với cả O gì? OY. Đấy, thì từ đây em gióng và em gióng như thế này thì em sẽ thu được cái hoành độ của nó. Thì đây bản chất đây chính là X0. Đó. Tương tự như vậy, em gióng lên trục OY thì em cũng phải gióng song song với thằng này này. Đó. Thì em gióng lên đây thì em sẽ được Y0. Và em cũng gióng lên trục OZ. Tuy nhiên cái trục OZ này em không thể gióng sang ngang này được đâu.
mà em phải giống song song với cái điểm hình chiếu này này. Đấy, em phải giống song song với đường này, này. Đó. Thì đây là cách mà người ta sẽ xác định tọa độ của một điểm. Và đây chính là Z0. Đó. Rồi. Đây là cách xác định một điểm ở trong không gian với các cái tọa độ của nó. Tất nhiên thì nó có một cái kiến thức mà chúng ta cũng đã biết rồi. Đó là nếu mà thầy muốn tính tọa độ của vector OM thì thầy sẽ làm như thế nào? Thì ngày xưa các em muốn tính tọa độ của một vector thì các em cứ lấy điểm đằng sau trừ điểm đằng gì? Đằng trước. Thì bây giờ nó cũng thế. Tọa độ của vector OM chính là tọa độ của M trừ đi tọa độ của O. Vậy O là 0, 0, 0. Nên là tọa độ vector OM cũng chính là tọa độ của điểm M luôn. Vậy nếu mà em muốn lấy tọa độ của vector AB ấy, thì em lại chỉ cần lấy B trừ gì? B trừ A là được. Đó. Thì đây là những cái điều mà chúng ta cần biết về cái hệ trục OXZ. Cái vấn đề thứ hai mà thầy nói tới đó chính là những cái phép toán mà chúng ta đã được học từ ngày trước. Những cái phép toán ở trong hình học phẳng thì sang bên đây thì nó cũng được sử dụng lại như vậy. Phép toán là bao gồm những cái phép như là cộng trừ hai vector với nhau, nhân vector với một số, tích vô hướng của hai vector. Đó, những cái phép toán như vậy. Ở đây nếu mà thầy có một cái vector là vector A nhé, có tọa độ là x1, y1, z1. Thầy có một cái vector B có tọa độ là x2, y2 và z2. Cái phép toán đầu tiên đó chính là hai vector bằng nhau. Khi nào thì hai vector sẽ được gọi là bằng nhau? Đó là khi mà tọa độ của chúng bằng nhau. Tức là x1 sẽ bằng x2, y1 sẽ bằng y2 và z1 sẽ bằng z2. Thì đây được gọi là hai vector sẽ bằng nhau. Phép toán thứ hai đó là phép toán về việc cộng trừ vector. Bây giờ nếu mà thầy muốn cộng hai vector với nhau thì theo cái kiến thức đã biết, chúng ta chỉ cần cộng tọa độ của chúng vào với nhau là được. Tức là vector A cộng vector B chúng ta chỉ cần lấy x cộng x, y cộng y và z cộng z như vậy là được. Tương tự như vậy thì phép trừ nó cũng sẽ như thế. Em chỉ cần cộng và trừ tọa độ với nhau như vậy là được. Phép toán thứ ba đó là tích của vector với một số. Em muốn nhân một số vào trong một vector thì em chỉ cần nhân tọa độ của nó với cái số đó là được. Như vậy k nhân a chính là k x1, k y1 và k z1. Thì đây chính là cái việc chúng ta nhân một vector với một số. Và phép toán cuối cùng đó là hai vector cùng phương. Vector A cùng phương với vector B thì thầy cứ ký hiệu là song song nhé. Thì chúng ta hiểu đây là cùng phương, được chưa? Vector A sẽ cùng phương vector B khi nào? Đó là khi vector này sẽ bằng K lần vector kia. Vector A sẽ bằng K lần vector B. Thì đây được gọi là hai vector cùng phương. Ở những cái phép toán này thực ra là nó cũng khá là cũ, chúng ta đang ôn lại thôi. Đúng không? Giống hệt lớp 10, không khác. Cái nội dung thứ ba cho cái kiến thức cũ thầy sẽ nói đó là về tích vô hướng. Tích vô hướng. Ngày hôm nay thì mình sẽ có 4 nội dung. Và nội dung cuối cùng đó là nội dung về tích có hướng. Cái nội dung đó là kiến thức mới, chưa từng được học. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nói hết về cũ trước và làm bài tập cho nó trước, rồi tí nữa chúng ta sẽ nói về mới sau. Tích vô hướng. Vector A là x1, y1, z1. Vector B là x2, y2, z2.
Bây giờ em muốn nhân vô hướng, tích vô hướng của hai vector chính là phép nhân hai vector với nhau. Thì theo như cái công thức mà mình đã được học về tích vô hướng ấy, thì nó sẽ được tính bằng tích độ dài nhân với cốt của góc xen giữa hai vector, đúng không? Tích vô hướng sẽ bằng tích độ dài nhân với cốt của góc xen giữa hai vector. Thì đây là tính tích vô hướng theo vector. Và tất nhiên thì mình cũng sẽ có cái công thức tính tích vô hướng theo tọa độ. Em có nhớ công thức tính tích vô hướng theo tọa độ là làm như thế nào không? Vector A nhân vector B. Nếu mà mình muốn tính theo tọa độ thì mình làm nào, nhớ không? Quên rồi. X nhân X cộng Y nhân Y cộng Z nhân Z, tức là X1 nhân X2 cộng Y1 nhân Y2 cộng Z1 nhân Z2. Thì đây là tích vô hướng theo tọa độ. Tất nhiên là trong cái phần tích vô hướng này thì mình phải nói lại về cái việc là tính độ dài của một vector. Em có nhớ cái công thức tính độ dài của vector không? Độ lớn của vector. À tất nhiên rồi, nó cũng giống hình học phẳng thôi. Nó sẽ bằng căn của tọa độ bình gì nhỉ? Bình phương, tức là x1 bình cộng y1 bình cộng z1 bình. Đó. Vậy thì độ lớn của vector B nó cũng như vậy luôn. Nó sẽ bằng là x2 bình cộng y2 bình và cộng với z2 bình. Đó. Chỉ thế thôi. Đây chính là gì ạ? Tích vô hướng. Như vậy đây là toàn bộ tất tần tật những cái kiến thức cũ mà mình đã được học từ ngày trước. Chúng ta sẽ làm một vài những cái ví dụ để chúng ta thứ nhất là thuộc, thứ hai là ôn lại. Được chưa ạ? Thầy sẽ làm ví dụ nhá. Ví dụ 1 này. Cho vector A bằng Y cộng 3J trừ K. Vector B 2 trừ 1 4. Vector C 1 0 âm 3. Và yêu cầu A này tìm tọa độ của vector A. Yêu cầu B tính tọa độ của vector U bằng 2 lần vector A cộng 3 lần vector B và trừ đi vector C. Yêu cầu C đó là tính tích vô hướng của vector A và vector B và tìm ra cái góc giữa vector A và vector B. Đó. Như vậy thông qua một cái ví dụ này chúng ta có thể ôn tập toàn bộ những cái công thức ở bên này. Được chưa nhỉ? Ok, các em có thể đặt bút làm luôn được không? Không. Ok. Các em đặt bút các em tính luôn chứ còn gì nữa. Hay là không? Chậm ấy. Nhanh cái chân cái tay lên mà lâu là mất thì giờ.
Biết chưa? Rồi. Nếu chưa biết thì nghe nhá. Các bạn hiểu là cái vector y, vector z, vector k là các cái vector đơn vị. Tức là cái hoành độ ở đây là 100. Còn đây là 00010. Và đây là 001. Vậy nếu mà tính tất cả các hoành độ ấy thì chỉ có hoành độ của vector gì thôi? Của vector y thôi, đúng không? Và tính tất cả các tung độ thì chỉ có của thằng gì? Của thằng z thôi. Và tất cả cao độ thì chỉ có của thằng gì? Của thằng k. Như vậy từ một cái vector người ta có thể cho theo hai cách. Cách thứ nhất là người ta cho trực tiếp tọa độ. Còn cách thứ hai người ta cho thông qua vector đơn vị. Thì tọa độ của vector đó chính là hệ số của các cái vector đơn vị. Tuy nhiên chúng ta phải để ý, phải lưu ý đó là nó phải theo thứ tự là EZK. Có đôi lúc người ta có thể đảo cái vị trí này lên thì các em phải nhớ là cẩn thận không nhầm, nhớ chưa? Tức là bản chất đây là gì? Là cái vector A này chính mang cái tọa độ là gì luôn? 1, 3, trừ 1 luôn. Đấy, 1, 3, trừ 1 luôn. Chỉ thế thôi. Nó chính là hệ số của các vector đơn vị. Thế bây giờ nếu mà thầy muốn tính cái câu B ấy thì em cũng chỉ cần là thực hiện cái thao tác là cộng trừ tọa độ bình thường thôi. Tuy nhiên thì nếu mà để không bị nhầm ấy, em nên viết ra một tí. Hai lần vector A thì nó sẽ mang cái tọa độ là bao nhiêu nào? Hai lần A, 2A. Nhân mấy vào luôn? Nhân 2 vào tọa độ luôn. Như vậy nó sẽ là 2, 6 và trừ 2. Tiếp tục em nhân tiếp thẳng luôn 3 lần vector B đi. 3 lần vector B, 6, trừ 3 và 12. Và cuối cùng thì vector C thì em cứ để đây. Cái lý do mà thầy viết tất cả mọi thứ nó thẳng hàng thẳng cột như này ấy, thì bây giờ em chỉ cần cộng trừ theo hàng theo cột thì không bao giờ em sẽ bị nhầm. Đó, bởi vì tất cả những cái con số này chỉ cần nhầm một số hoặc là nhầm một dấu thôi là sẽ sai. Được không? Ok, vậy thì bây giờ đây sẽ là cộng này và đây sẽ là trừ, em nhầm thôi. 2 cộng 6 là 8, trừ đi 1 là còn 7, được chưa? 6 cộng âm 3 là 3 và 3 trừ đi 0 là 3. Và âm 2 cộng với 12 là 10 và 10 mà trừ đi. Ờ đúng rồi, 10 mà trừ đi âm 3 thì phải là thành 10 gì? 13. Đấy, rất chính xác, nó thế thôi. Hiểu vấn đề không? Đấy. Trừ với trừ thành cộng. Rồi, như vậy thì đấy chính là cái câu B. Thế còn câu C thì thầy làm rất là đơn giản thôi. Em muốn tính tích vô hướng của A nhân B ấy. Thì em chỉ cần lấy x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z là được. Em nhẩm đi. Bao nhiêu nào? Bao nhiêu nào? 2. 2 cộng với cả âm 3 và cộng với cả âm 4, đúng không? Như vậy kết quả ở đây của em cho cái tích vô hướng này nó sẽ chính là âm 5. Đó. X nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z chấm hết. Rồi, thế bây giờ từ cái tích vô hướng này mà em lại phải suy ra cái góc này. Thế phải nhớ là cái công thức là gì nhỉ? Tích vô hướng. Tích vô hướng thì bằng tích độ dài nhân với cả cốt góc xen giữa. Như vậy từ đây em muốn tính góc thì em sẽ lấy tích vô hướng chia tích độ dài. Thì trong đó tích vô hướng em có rồi. Bây giờ em tính nốt độ dài thì em sẽ suy ra được cốt, đúng không? Vậy độ dài của vector A là bao nhiêu nào? Độ dài của vector A nào? Nào nhập nào. Căn của tọa độ bình gì? Bình phương là căn bao nhiêu nào? Căn 10, 11, đúng không? Thế còn độ dài của vector B nào? Độ dài vector B nào? Căn 21, đúng không? Đấy, thế thôi, xong rồi. Từ đây em sẽ có là cốt của góc giữa vector A và vector B. Thì bằng tích vô hướng là âm 5. Chia cho tích độ dài là căn 11 và nhân với căn 21.
Tuy nhiên thì cái con số này nó khá là xấu nên dẫn tới góc của mình xấu. Thôi mình cứ để nguyên thôi nhá, không tính góc nữa nhá. Ok. Đó thì đấy là ví dụ 1. Nó sẽ nói về gì ạ? Phép cộng trừ vector. Nó sẽ nói về tích vô hướng, nó sẽ nói về góc. Chúng ta sẽ đến với ví dụ 2 luôn. Ví dụ 2 là gì? Đây. Đây là ví dụ 2. Cho điểm A có tọa độ là 1 trừ 3, 3. Điểm B có tọa độ là 4, âm 2, 6. Điểm C có tọa độ là trừ 5, 1, 0. Yêu cầu A này, em hãy tìm điểm M là trung điểm của AC. Yêu cầu B này, em hãy tìm điểm G là trọng tâm của tam giác ABC. Yêu cầu C này, em hãy tìm điểm D. Em hãy tìm điểm D thỏa mãn tứ giác ABCD là hình bình hành. Và yêu cầu cuối cùng, em hãy tìm điểm E thỏa mãn hai lần vector EA cộng vector EB trừ 3 lần vector EC trừ 4 lần vector EC bằng vector 0. Đó. Bản thân cái câu hỏi này cũng chính là cái việc là sử dụng những cái phép toán cộng trừ vector và tích của vector thôi. Em có thể đặt bút làm ngay. Đặt bút làm ngay, sau đó thì thầy sẽ lấy kết quả. Em làm luôn nhá, em làm đi. Đó. Tọa độ M là trung điểm của AC cộng vào chia đôi nhá. Cộng tọa độ và chia đôi chứ không phải là tính vector rồi chia đôi đâu nha. Cộng tọa độ và chia đôi nào. Âm 4 chia 2 là âm 2. Âm 2 chia 2 là âm 1 và 3 phần 2. Câu B, G là trọng tâm, như vậy là cộng tọa độ và chia 3 nhá. Cộng tọa độ và chia 3, như vậy là 0 chia 3 là bằng 0 này. Âm 4 chia 3 là âm 4 phần 3 này. Và 9 chia 3 là 3 này. Đúng tọa độ của G chưa? Rồi. Thế bây giờ mình nói về câu C nhá. Các em phải nhớ là hình bình hành ấy, thì các em phải chuẩn cái thứ tự của các đỉnh. Người ta nói là ABCD là hình bình hành thì các em phải chuẩn thứ tự. Và để đảm bảo cho một cái tứ giác là hình bình hành thì là hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy muốn hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì chúng ta chỉ cần duy nhất một yếu tố, đó là hai vector bằng nhau là được. Bởi vì hai vector bằng nhau thì nó vừa song song, tức là cùng phương, và nó vừa bằng về độ lớn, được chưa? Vậy em phải theo đúng thứ tự. Tức là nếu em dùng vector AB thì nó phải bằng vector DC. Hoặc là nếu em dùng vector AD thì nó phải bằng vector BC. Được chưa? Vậy mục tiêu đó là vector AB sẽ bằng vector DC nhá. Và em cần tìm điểm D ấy gì? Em cứ gọi điểm D ra. Điểm D sẽ là ABC ra. Được chưa? Và em tính hai vector thôi. Em tính vector AB. Vector AB nào? 3, 1, 3, đúng không? B trừ đi A. Và em tính vector DC nhá. AB thì phải bằng DC. C trừ D nhá. Âm 5 trừ A, 1 trừ B và 0 trừ C. Đến đây chúng ta có AB sẽ bằng DC. Như vậy là tọa độ của chúng sẽ phải bằng nhau. Tức là 3 thì sẽ phải bằng âm 5 trừ A, 1 sẽ phải bằng 1 trừ B và 3 thì sẽ phải bằng trừ C. Như vậy từ đây em tìm ra ABC nhé.
Từ đây em chốt điểm D nào. Đó. À, rồi, vậy là âm 8, 0 và âm 3. Chuẩn chưa? Chuẩn đét luôn. Đấy. Thì đây là cách tìm tọa độ một điểm để nó tạo ra một cái hình bình hành. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có cái câu là câu D. Câu D thì thực ra là nó cũng thế thôi. Cái điểm E này là điểm chưa biết, nhưng mà toàn bộ cái tổng này nó sẽ bằng 0, bằng vector 0. Vậy em chỉ cần gọi điểm E và em cộng trừ tọa độ thôi, thì bằng vector 0 thì chính là 0, 0, 0. Như vậy tất cả các tọa độ sau khi cộng trừ lại thì tất cả các tọa độ đấy đều bằng gì hết? Đều bằng 0 hết, được chưa? Như vậy để dễ tính toán thì em cứ gọi điểm E ra thôi. Và em cứ gọi điểm E là ABC, kệ nó. Thế bây giờ em sẽ đi tính các vector. Đó là em tính vector EA. Nhưng mà mình tính luôn 2 EA được không em? 2 EA nhá. 2 EA luôn. Vậy 2 EA nào? 2 nào? EA là gì? EA là 1 trừ A nhân 2 lên nào. 2 trừ 2A. Âm 3 trừ B tức là âm 6 trừ 2B. Và 3 trừ C tức là 6 trừ 2C. Rồi, em tính EB nhá. EB nào? 4 trừ A trừ 2 trừ B và 6 trừ C. Và cuối cùng là em tính 4 lần EC. Vậy 4 lần EC thì em cứ tính thôi. Âm 5 trừ A em nhân 4 lên là âm 20 trừ đi 4A. Và 5 em nhân 4 nhá, em nhân 4 nhá, là 4 trừ đi 4B và trừ 4C. Thì nếu mà em viết như thế này ấy, thì bây giờ em chỉ cần cộng vế và em trừ là được. Thì bên này của em nó sẽ là vector 0 đúng không? Và vector 0 thì bên kia tọa độ của nó sẽ là bao nhiêu thì em tính thôi. Đây là phép cộng và đây là phép trừ. Thì em cộng hệ số trước, hằng số trước đúng không? Đây là 2 gì ạ? 2 cộng với 4 là 6. 6 mà trừ đi âm 20 là 2 gì? 26. Đấy. Tiếp tục đi em, tiếp tục đi. Đây là trừ mấy A? Trừ 2 cộng 1 là trừ 3. Đúng không? Trừ 3, trừ 3 mà trừ đi. Trừ 3 mà trừ 2 này. Cộng trừ 1 là trừ 3 này. Trừ 3 mà cộng với 4 là còn gì? Là còn 1, đúng không? Đấy, bên kia cũng thế nhá. Rồi đây âm 8. Âm 8 trừ 4 là âm 10. Âm 12. Đây là gì ạ? Đây là 12. Được chưa? Đó. Tất nhiên là chúng ta hiểu rằng là cái hệ số của A, của B, của C luôn luôn bằng gì? Bằng nhau. Đấy. Tức là đây là cộng A thì bên kia sẽ là cộng B và đây sẽ là cộng C. Chúng ta cộng trừ lại với nhau thôi. Nó hoàn toàn bình thường nhá. Ok, như vậy cái này bằng vector 0, từ đây suy ra A bao nhiêu rồi? Âm 2 gì? Âm 26, 10, 12 và trừ 10. Trừ 12 rất đẹp đúng không? Được không? Ok, đúng không? Chắc chắn rồi. Vấn đề chỉ đơn giản thế thôi. Tiếp tục, chúng ta sẽ phải làm một bài nữa. Chúng ta phải làm một bài nữa để chúng ta tăng cái tốc độ tính toán lên nhá. Ví dụ 3 thì thầy sẽ cho cái gì đây? Thầy sẽ cho một cái hình hộp. Hình hộp với một vài cái tọa độ và các em sẽ phải tìm những cái tọa độ còn lại. Hình hộp thì em có thể vẽ hình hộp đứng hoặc là hình hộp xiên thì đấy là quyền của em. Đứng cũng được mà xiên cũng được, không sao cả. Bởi vì nó không liên quan đến bản chất của hình vẽ. Chúng ta chỉ cần biết là hình hộp là cái hình mà tất cả các mặt của nó đều là các hình bình gì ạ? Hình bình hành, được chưa? Rồi. Như vậy thầy cho cái gì? Thầy cho A. Thầy cho A. 2, 1, 1. Thầy cho... Thầy cho B phẩy trừ 2, 3, 2.
Thầy cho C phẩy 1 trừ 1 0. Thầy cho C 0 trừ 2 1. Vậy thì chúng ta sẽ đi tính một vài những cái này cho thầy. Đó là A phẩy, đó là D, và đó là B. Yêu cầu bài toán là tìm trọng tâm G của tam giác A phẩy BD. Vậy muốn tìm được trọng tâm G của tam giác A phẩy BD ấy, thì bắt buộc chúng ta phải tìm được tọa độ của ba đỉnh, đúng không? Đó là A phẩy, B và D. Vậy với bốn cái đỉnh người ta đã cho em như thế này rồi, bằng một cái cách nào đó, làm sao để em tìm được những cái đỉnh còn lại này thì em tìm. Và nhớ là đây là hình hộp, tất cả các mặt là các hình bình hạch. Rồi, em thực hiện thao tác tính toán, suy nghĩ để tìm ra tọa độ của những đỉnh còn lại. Thầy tìm A trước nhá. Thầy tìm A phẩy nhá. Tìm A phẩy nhá. Thế tìm A phẩy thì phải dùng cái gì thì mới tìm được A phẩy? Muốn tìm A phẩy thì phải dùng một cái hình bình hành mà nó có đủ vector, đúng không? Vậy thầy tìm A phẩy thầy dùng cái gì? Thầy dùng BA phẩy được không? Không được, thầy thì dùng BA phẩy không được. À, em tìm B trước gì? Tìm B bằng cách nào? À, B phẩy C phẩy bằng BC thì được không? Được. Thế thầy tìm A phẩy có cũng được chứ làm sao? Thầy tìm A phẩy là AA phẩy bằng CC phẩy được chứ làm sao? Đúng không? AA phẩy bằng CC phẩy được chứ làm sao? Đúng không? À, thế thì A phẩy sẽ là gì? Sẽ là A trừ 2, B trừ 1 và C trừ 1, đúng không? Thế bằng CC phẩy là gì? CC phẩy là 1, 1, âm 1, đúng không? Vậy từ đây em ra được A phẩy nhá. A phẩy của em sẽ là 3, 2 và 0. Tiếp tục, thầy sẽ tìm B. Tìm B. Tìm B bằng cách là sử dụng. Sử dụng cái gì là được? À đúng rồi, B phẩy C phẩy bằng BC được không? Được. Hoặc là B phẩy B bằng C phẩy C được không? Được. Rất là nhiều cách, đúng không? Được không? Rồi, thầy tìm B này. BC hoặc là CB đi, CB đi. CB bằng C phẩy B phẩy được không? Được chứ. CB nào? A B cộng 2 và C trừ 1 bằng C B phẩy, C B phẩy nào? Âm 3 4, 2. Vậy từ đây suy ra điểm B âm 3 2 và 3. Và cuối cùng là tìm D. Tìm D bằng cách là dùng cái gì? À, dùng ngay BC bằng A gì? AD được không? Dùng ngay BC bằng AD. BC là bao nhiêu? BC BC là âm 3 4 2 đúng không? Thế còn AD là gì? AD là A trừ 2, B trừ 1 và C trừ 1. Như vậy từ đây suy ra điểm D. À, trừ 1, 5 và 3. Vậy từ đây chốt lại tọa độ trọng tâm G của tam giác A phẩy BD nào, cộng và chia 3 đi em. Âm 1 phần 3. Đúng không? 9 là 3. 3, 6 chia 3 là 2. Các em chuẩn không?
Đâu em? Ở BC. BC á? BC. C là 1. Cái cuối cùng là 1. Thầy nhá, đó là 1 trừ 3. BC là C trừ B đúng không? BC à? À BC bằng AD chứ. BC phải là C trừ B chứ. Đúng không? C trừ B phải là 3 âm 4 âm 2 đúng không? 3 âm 4 âm 2. Ừ. Ừ. Vậy thì điểm D này bị sai mất rồi. D phải là gì? 5 âm 3 và trừ 1 đúng không? Rồi, như vậy cộng lại với nhau. Cộng lại với nhau 8 là còn 5, 5 phần 3 âm 1 là 1 phần 3 2 phần 3 đúng chưa các em? Đấy, ok nhá. Rồi, như vậy thì tất tần tật nó chỉ là những cái phép cộng phép trừ thôi. Và mình sẽ kết thúc luôn. Bây giờ mình sẽ nói tới cái nội dung quan trọng. Đó là nội dung tích có hướng của hai vector. Nội dung số 4. Tích có hướng. Tích có hướng. Đối với tích có hướng này, chúng ta sẽ nói về công thức tính tích có hướng. Chúng ta sẽ nói về tính chất của tích có hướng và ứng dụng của tích có hướng. Thứ nhất là về công thức nhá. Công thức tính. Vector A có tọa độ là x1, y1, z1. Vector B có tọa độ là x2, y2, z2. Tích vô hướng của hai vector thì kết quả là một hằng số. Còn tích có hướng của hai vector sẽ là một vector. Vậy đã là vector thì nó phải có tọa độ. Và tích có hướng của hai vector là như này này. Ký hiệu sẽ là ngoặc vuông vector A phẩy vector B. Chúng ta hiểu đây là tích có hướng của hai vector. Và kết quả của nó chính là một vector. Và tọa độ của vector đấy sẽ được tính theo định thức như sau này. Bắt đầu sẽ là bắt đầu từ y nhá, bắt đầu từ y. Y1, y2, z1, z2. Sau đó nó sẽ tiếp nối, đó là z và quay trở về x. Sau đó nó sẽ là từ x rồi lại đến y. Bắt đầu từ y, quay trở về x, rồi lại đến y. Thì bây giờ cái kết quả của cái định thức này sẽ được tính như sau này. Nó sẽ bằng tích chéo đầu trừ tích chéo sau. Đây, nó sẽ bằng chéo đầu trừ chéo sau. Tức là cái tọa độ của nó sẽ được tính là bằng y1 z2 trừ đi y2 z1. Tương tự như vậy, z1 x2 trừ z2 x1. Và cuối cùng là x1 y2 trừ x2 y1. Thì đây là cách mà người ta sẽ tính tọa độ của một cái vector tích có hướng. Tính theo định thức. Mới đầu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ viết cái định thức này ra để chúng ta tính. Nhưng sau đó chúng ta sẽ nhẩm luôn. Nhẩm luôn ở trên này này. Nhẩm luôn. Nhẩm như nào thì bây giờ mình sẽ học nhẩm. Và chúng ta chỉ nhẩm về sau, từ giờ về sau là chúng ta chỉ nhẩm thôi, chứ chúng ta không viết cái định thức này ra đâu. Đấy, thầy sẽ lấy ví dụ, chúng ta sẽ nhẩm nhé. Ví dụ này. Vector A có tọa độ là trừ 3, 2, 1. Vector B là trừ 1, 3, 1. Đấy. Bây giờ mình tính tích có hướng của A và B. Mới đầu nếu em chưa quen thì em viết định thức ra. Và định thức này sẽ bắt đầu từ y. Bắt đầu từ y. Đó là 2, 3, 1, 1. Sau đó đến z. Quay trở về x. Và sau đó x thì sẽ đến y. Đó, và bây giờ em sẽ tính tích chéo
tích chéo. Đây, đây. Chéo đầu trừ chéo sau. Bao nhiêu? Âm 1. Tiếp. Trừ 1 trừ đi âm gì? Âm 3, trừ 1 mà trừ đi âm 3 là 2. Và cuối cùng trừ 9 và trừ đi âm 2 tức là âm 7. Đó. Thì đây là cách tính tích có hướng. Tích chéo đầu trừ tích chéo sau. Nhớ là phần này là cái phần mà rất là dễ nhầm, chỉ cần sai một số thôi hoặc là sai một dấu thôi là sai hết, không có cách nào để chữa lại được. Và cái khổ nhất chính là gì ạ? Chính là trong lúc thi cử mà sai đúng một cái phép toán thôi, nhưng mà mình luôn luôn bị một cái tâm lý là sai, phải cố làm cho đúng. Thì đấy chính là cái lúc mà chúng ta ngốn thời gian nhất. Có thể chúng ta loay hoay câu đấy mất 10 phút, 15 phút mà chúng ta không kiểm soát được là vậy, chúng ta chết ngay. Một khi đã sai mà không có đáp án ấy là bỏ luôn, làm câu khác. Đừng loay hoay ở đấy, loay hoay ở đấy là chết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhẩm nhá. Câu đầu tiên mình tính định thức thôi. Bây giờ mình sẽ phải nhẩm này. Vì sao lại phải nhẩm? Bởi vì sau này không phải là bất cứ cái câu hỏi nào nó cũng cho em cái số như này rồi. Nó có thể cho em ẩn vào đây, ví dụ ẩn x, ẩn y vào đây. Thì bắt buộc là các em phải nhẩm, đúng không? Và chúng ta sẽ nhẩm nào. Ok. Nào, tích có hướng của A và B nào. Bắt đầu nhẩm từ Y nhá. Đây, bắt đầu nhẩm từ Y này. Đây, nhẩm từ Y này. Chéo đầu này, trừ chéo sau này. Bao nhiêu nào? Úi trời ơi, biết ngay mà. Trừ 11 à, trừ 11 đấy. Này, không nhân 1 mà bằng 1 à. Trời ơi, không nhân 1 đây này. Là âm 10 gì? Âm 12 đấy. Thế xong rồi Z thì quay trở về X. Đây, Z này, quay trở về X này. Đây, 15 này. 15 này, trừ đi âm 1 này. Là 10 gì? 16 này. Đấy, X đến Y này, âm mấy đây? Âm 4 trừ đi 0. Âm 4 trừ đi 0 là âm gì? Âm 4. Được chưa? Nào, nhẩm thêm con nữa nào. Nhẩm thêm con nữa nha. Bắt đầu từ Y. Nhưng em ơi, nếu mà Hương này, nếu mà mình đã nhẩm ấy, nhẩm các con số ấy mà mình lại lấy cái máy tính lên mình bấm ấy, thì thà mình nhập luôn hai vector này vô máy tính xong mình tính luôn tích có hướng này, máy tính nó tính luôn cho mình. Cách bấm thì bây giờ chưa học được. Bây giờ học cách bấm để chết à? Tính tay chưa ăn thua mà đã bấm thì chết à? Đó. Thế tại sao các em lớp 1 không học máy tính để bấm luôn đi mà lại phải đi học phép toán làm gì? Nào, nhẩm đi. Bắt đầu từ Y. Bình tĩnh thôi em, sai đấy. 9, 9, 9, 9, 9, trừ 2 là 7. Tiếp tục, 4. Sao lại 4 cộng 7? 4 trừ đi 3, đúng rồi, 4 trừ đi 3 là 1. Tiếp. Trừ 2 trừ đi âm 12 là còn 10, đúng rồi, đấy. Đúng không? Đấy, cứ thế. Nhưng mà cẩn thận là đáng sợ nhất là khi có cái số 0 ấy, đúng không? Mà mọi người cứ nhân là thành 1. Rồi, như vậy đấy là công thức của tích có hướng nhá. Thầy sẽ nói về vấn đề thứ hai là gì? Đó là tính chất. Tích có hướng của hai vector nó là một cái vector như thế nào? Có hướng của hai vector ấy, nó là một vector có tính chất là vuông góc với hai vector thành phần. Tức là nếu em có đây là vector A nhá, em có đây là vector B nhá, thì cái vector có hướng ấy nó sẽ là tích. Vector tích có hướng ấy nó sẽ là vector mà nó vuông góc với hai vector thành phần.
Tức là ví dụ em có vector A đây, em có vector B đây, thì vector có hướng sẽ là vector mà vuông góc với hai cái vector này. Đấy, vuông góc với mặt phẳng này, được chưa? Thì sau này người ta sẽ dùng cái tích có hướng này để người ta đi tìm ra vector pháp tuyến của mặt phẳng. Đây là mặt phẳng. Vector pháp tuyến là vector vuông gì? Vuông góc. Vậy nếu chúng ta có hai vector ở trên mặt phẳng này, chúng ta tính tích có hướng của nó thì nó sẽ tạo ra vector pháp tuyến. Và vector pháp tuyến là cái quan trọng nhất để viết được phương trình mặt phẳng, được chưa? Đó. Thì cái tích có hướng này là cái nội dung mà tất tần tật toàn bộ chương này lúc nào chúng ta cũng sẽ làm về nó. Hiểu vấn đề không? Rồi, và cái vector này nó sẽ vuông góc với hai vector thành phần. Đó, nhớ điều đấy. Cái vấn đề thứ hai là gì? Đó là nếu mà tích có hướng của hai vector mà bằng vector 0 ấy, thì cái điều này nó sẽ xảy ra khi mà hai vector này cùng phương với nhau. Tức là vector A và vector B sẽ cùng phương với nhau. Vector A và vector B sẽ cùng phương với nhau. Và một điều nữa, đó là nếu mà tích có hướng của hai vector, cái này cho ra kết quả là một vector gì rồi? Một vector đúng không? Vậy bây giờ nó nhân thêm với một vector nữa mà bằng 0 ấy, thì chứng tỏ là ba vector sẽ đồng phẳng với nhau. Đồng phẳng tức là ba vector thuộc cùng một mặt phẳng. Một cái tích như thế này người ta sẽ gọi nó là tích hỗn tạp. Tức là nó bao gồm có hướng. Thì kết quả này là một vector. Mà một vector mà nhân với một vector thì là phép nhân vô gì? Vô hướng. Như vậy đây là tích có hướng nhân vô hướng, được chưa? Thì cái tích đó người ta gọi nó là tích hỗn tạp. Cái này dùng để làm gì đây? Thì đây chính là bài toán dùng cho nó này. Cho điểm A có tọa độ là 1, 2, 3. Điểm B có tọa độ là trừ 1, 0, 1. Điểm C là 2, 1, trừ 5. Và điểm D là 0, 0, âm 3. Yêu cầu là chứng minh ABCD là 4 đỉnh của một tứ diện. Chứng minh rằng A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện. Vậy làm thế nào để chứng minh và vấn đề là cái gì? Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện. ABCD là 4 đỉnh của một tứ diện. Khi nào nhỉ? Khi nào thì 4 điểm được gọi là 4 đỉnh của một tứ diện? Ba đỉnh nó đồng phẳng của một đỉnh. Rồi, chúng ta hiểu rằng là 3 điểm bất kỳ không thẳng hàng lúc nào cũng sẽ đồng phẳng với nhau. Vậy chỉ cần một điểm còn lại không cùng mặt phẳng với 3 điểm kia là được gì? Vậy thực chất chính là gì? Chỉ cần 4 điểm không đồng phẳng là được. Mà 4 điểm không đồng phẳng tức là cái tích của 3 vector này khác gì? Khác 0. Vậy em phải tính mấy vector? 3 vector AB, AC, AD và em đưa vào cái tích này nó khác 0 thì mặc định nó sẽ tạo ra 4 đỉnh cùng tứ diện. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Bản chất là 4 điểm này không đồng gì? Không đồng phẳng, được chưa? Ok, vậy mình tính thôi. Nào, AB nào. AC và cuối cùng là AD. Đấy, mình tính xem nó ra bao nhiêu nào. AB nào. AB là trừ 2, trừ 2 và trừ 2. AC là 1, trừ 1 và trừ 8. Đúng không? Vinh biết không em? Và cuối cùng AD nào, AD nào, trừ 1,
trừ 2 trừ 6, đúng không? Đấy, bây giờ mình tính trước. Bây giờ mình phải tính từng cái trước, tích có hướng trước, sau đó mình mới nhân vô hướng về sau nhá. Đấy, thế bây giờ em nhầm đi, vừa nãy em nhầm nhá, bây giờ em nhầm đi. Bao nhiêu nào? Chuyên nghiệp nào, nhầm nào, bắt đầu từ Y nào. Mười sáu trừ hai luôn nhỉ, đúng không? 16 trừ 2 luôn nhỉ, là 14, đúng không? Đấy, tiếp tục. Tiếp tục. Trừ 2 trừ trừ 2 trừ 16 là âm 18. Và cuối cùng 2 trừ đi âm 2 là 4. Rồi, vậy đến đây thì em nhân nốt vô hướng nhá. AB AC và em nhân nốt với cả AD. Thì bây giờ mình nhân là mình nhân như nào? Đó là mình lấy cái vector này này. Mình nhân với cái vector AD, tức là x cộng x, y cộng y, z cộng z, đúng không? Đấy, tức là cái phép nhân về sau là phép nhân vô hướng. Vậy x cộng x, y cộng y, z cộng z là bao nhiêu đây? Em nhân đi. Âm 14 cộng bao nhiêu chuẩn nào? Chuẩn nét luôn nào. Cộng 36 và trừ 24, đúng rồi, chính xác luôn em. Kết quả nào? Âm 2 và tất nhiên nó sẽ khác 0. Như vậy 4 điểm này không đồng phẳng. Vậy nó sẽ tạo ra 4 đỉnh của một tứ diện và đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa các em? Đấy, thế thôi. Vấn đề làm rất là đơn giản, không hề khó. Như vậy mình thuộc cái tích có hướng chưa? Biết cái cách tính nhẩm chưa? Rồi, vậy bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề cuối cùng của nó. Đó chính là ứng dụng của tích có hướng ở trong cái hình học này thì nó sẽ dùng để làm gì? Ứng dụng. Cái tích có hướng này nó sẽ được ứng dụng vào trong những bài toán tính diện tích, tính thể tích. Sau này có thể rằng là em sẽ gặp những cái bài hình không gian nó hơi khó một chút nhá. Mà nhất là có khi em gặp những bài tỷ lệ thể tích ấy, nó hơi khó một chút. Em có thể đưa cái hình không gian đó vào trong cái hệ trục này. Sau đó em gắn tọa độ cho tất cả các đỉnh. Và em có thể sử dụng những cái công thức như là tính thể tích, tính diện tích, hoặc tính góc, thậm chí là tính khoảng cách. Như vậy ứng dụng của tích có hướng đầu tiên đó là diện tích của tam giác ABC. Nó sẽ bằng 1/2 độ lớn của tích có hướng vector AB AC. Tức là như thế nào em? Đó là cái tích này sẽ là một vector gì ạ? Một vector. Đây là sẽ là một vector. Thế sau đó em tìm độ gì? Độ dài của cái vector đấy bằng cách là căn của tọa độ bình phương. Sau đó em nhân thêm 1/2 thì em sẽ được diện tích của một tam giác, được chưa? Cái thứ hai đó là thể tích của một khối tứ diện. Thì nó sẽ bằng 1/6 trị tuyệt đối tích có hướng. Em nhớ này, em cứ xuất phát từ một đỉnh nhá, đỉnh nào cũng được. Ví dụ đỉnh A. Đỉnh A thì nó sẽ là AB, AC, AD. Còn nếu mà đỉnh B sẽ là BC, BA, BD, được chưa? Đỉnh nào cũng được. Nhưng mà nhớ là tất cả phải xuất phát từ một đỉnh. Đó là AB, AC và nhân vô hướng với cả AD. Đó. Và cuối cùng đó là thể tích của một khối hộp. Khối hộp nha. Thì này dễ thuộc thôi. Nó cũng là trị tuyệt đối của cái tích hỗn tạp. Nhưng mà nó sẽ hiểu là nó sẽ tính theo dài, rộng và gì? Và cao. Vậy nếu mà hiểu nôm na theo kiểu là dài, rộng, cao thì nó sẽ là gì nào? A gì? AB, AD hay AC? AD và cuối cùng là gì? Đúng rồi, là AA phẩy, chính xác. Đấy. Chúng ta sẽ tính cái tích hỗn tạp này. Và cái tích này tính thì nó cũng giống như cái phép toán bên kia chúng ta tính. Đây, thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ thôi và mọi người sẽ làm nốt ví dụ này, mọi người sẽ được nghỉ.
Ờ, hôm nay học nhẹ nhàng vậy thôi. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Rồi, mọi người tính luôn. Cho bốn đỉnh của một tứ diện và thầy yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Rồi, các em suy nghĩ cho cái bài toán này. Ở đây chúng ta hiểu rằng là thể tích sẽ bằng 1/3 chiều cao, và chiều cao chính là khoảng cách, đúng không? Nhân với cả diện tích của BCD. Vậy từ đây chúng ta sẽ có cái khoảng cách của chúng ta. Cái khoảng cách mà mình cần tính nó chính là bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích. Đó. Và bây giờ tìm thể tích và tìm diện tích là xong. Vậy mình sẽ tính thông qua vector, đó là vector BC, vector BD và vector BA. Chúng ta chỉ tính một lần thôi để được nhiều, đúng không? BC nào, BC nào. BC là -2, 2 và 0. BD nào? -4, -3 và 4. Và BA nào? BA là 2, 0 và -3, được chưa? Như vậy đầu tiên em tính BC, BD trước. Em tính tích có hướng này trước. Bao nhiêu em? Nhẩm nào, BCBD nào? 8. Và 14. Vậy từ BCBD này em có ra được diện tích không? Diện tích chỉ là bằng 1/2. Độ lớn, đúng không? Độ lớn, tính cho thầy độ lớn nào. Bấm máy tính độ lớn nào. Diện tích này bằng 1/2 độ lớn. Độ lớn nào. Độ lớn đi em. Căn của A bình cộng B bình cộng C bình, độ lớn. Độ lớn 18, và 18 chia 2 là bằng 9. Đấy. Đúng độ lớn không? Rồi, vậy từ đây chúng ta ra được thể gì? Thể tích 1/6. 1/6 BC, BD, BA. Nào, BC, BD, BA nào. À, đây là vector. Bây giờ nhân thêm với vector B gì nữa? BA em nhân bao nhiêu nào? 16 cộng 0 trừ 42, đúng không? Là còn bao nhiêu? 16 cộng 0 trừ 42 là còn -26. Như vậy đây chính là 1/6 trị tuyệt đối của -2 gì? -26, và tất nhiên nó sẽ bằng 13/3. Vậy có V rồi, có diện tích rồi. Đến đây chúng ta chốt khoảng cách thôi. 3V chia cho diện tích nào. 3 nhân với cả 13/3 và chia cho 9 là bằng 13/9. Xong chưa em? Đó. Hôm nay thì mình chỉ học như vậy thôi nhá. Ok mọi người.